hay chạy đâu cho thoát. Chiếc hộp đâu? Mau ra ra đây! Ta không biết chiếc hộp nào hết. Ngươi có ra ra không? Cả ngươi có lấy mạng của ta, ta cũng không biết chiếc hộp ở đâu. Đừng giết hắn! Đồ ngốc! Ngươi lấy mạng hắn thì làm sao tìm được chiếc hộp? Ui da! Thì hắn bảo lấy mạng hắn thì hắn cũng không biết chiếc hộp ở đâu, thì giữ lại hắn làm gì đại ca? Ui giời! Bây giờ biết tìm chiếc hộp ở đâu bây giờ? À! Đại ca, em nhớ ra rồi! Ui giời! Thế sao không nói sớm? Đi rồi! Đi rồi! Ngươi lục tung hết chỗ này lên cho ta. Chiếc hộp để đâu? Chiếc hộp ngươi để đâu? Ta làm gì biết chiếc hộp nào đâu? Ngươi có ngoan cố à? Đại ca. Ai? Chết rồi, bị phát hiện rồi. Kẻ nào nấp ngoài đó, mau ra đây. Là em, là em. Các bác đầu trong mảnh ngựa ơi. Người bình tĩnh. Bình tĩnh cái gì? Các bác bình tĩnh, chuyện gì cũng có cách giải quyết. Chị em lợi các bác bao nhiêu để em lo. Chúng ta không phải bên Tiến Dung. Chiếc hộp của chúng ta đâu? Chiếc hộp nào? Em ơi, chiếc hộp. Không có cái chiếc hộp nào cả. Vẫn không nói à? Đại ca, thế ta xử lý em hắn. Xem hắn có chịu nói không? Được. Để ra. Em ơi, bắt đây. Có gì đây vậy chị? Nó đột biến gen. Em mau uống vào đi. Đột biến gen rồi. Giờ chạy rồi.